line mùi sân. Live streaming is on. Okay, good morning everybody. Lại dừng start hả nè. Dừng start hơi. Mà đoàn tiệm, chị sợi. Chăm plết. Chống mấy cái chồng. Xong lại mà đoàn tiết xong bật sân. Mạch bật chứ, thôi chẳng. Lại ạch à, tới tới chỗ lại. Chờ bật bạc chẳng đoàn. Bật bạc chẳng đoàn khả tê vi liệp của dương nè. Bạn phải bốn này, ok, good. We have enough member, dương miền group. Mà chắc đây. Ất khơi Telegram nhỉ, ông này đi sắp Telegram là múc. Khơi. Okay, good morning everyone. This time we study unit 9 and unit 10, English study, English skill for business study, English learning for business study. Kuy chi ka rian pisa angle samrap neak saksa phnaek khang thurakech business angle tha business khmae tha thurakech. Okay, jang jeung chou meur me rian tang ang khnia nè tao nghĩ miền bàn mờ video clip để các bạn bằng riêng hay nữa. Bạn chọc mà mày riêng được luôn. Bạn chọc mày riêng cái ao mờ pi mày riêng mày mờ mày riêng chẳng. Ok, bọn tôi ai cho mờ lại trong YouTube bạn nhé. Bọn tôi này không cấm bớt xin chỉ bọn cho mờ đập mình lưu tiết. Bọn ai mờ tạm YouTube ai lưu cứ lưu xem lệnh nhé. Lấy cái nhóm tầm lẹ lính ok bọn ai chạy lính ta ai sẽ đạp lưu được thế chạy lính nhé chắc ai chuẩn bị số lúc cô nhưng đáp không y lên mình ọt lê dính ọt đăng lúc cô dạy lâu lê có ọt toàn dễ của anh em ọt lê bọn ai chạy lính ta ai sẽ đạp lưu được thế chạy lính nhé. Ok, lấy nhầm chập đàm hơi nè, chập đàm bằng riêng hơi nè, tăng nhầm mơ, khả năng mê riêng tìm buồn. I love chocolate, unit 9, I love chocolate. Chocolate, anh chẳng á. In this unit, you will learn to talk about food made with chocolate. You learn discussing about recipe and give quantity and also make, accept and decline offer. Ok, and for grammar, we learn passive voice. Okay, here some cake and drink made from chocolate. We have the name like chocolate, a box of chocolates, a chocolate bar, a chocolate cake, a chocolate sauce, a chocolate chip cookie, a chocolate covered ice cream bar, a cup of hot chocolate, and a glass of chocolate milk. Okay, the word already translate for you here.
in translated document. Okay, so everyone, can you tell me the answer of exercise 2? You have to write the correct answer under the picture. Number 2, what you complete? Number 2, nè, tổng hình bàn bằng bình bia ấy, rồi nắng. Chocolate chip cookie. Chocolate and chip cookie. Chocolate ice cream pie. Okay, good. Lady is correct. A chocolate covered with ice, covered ice cream bar. Okay, number 2. It's long. We have way. Okay, where you got pichua my bunny? My pichua. Okay. So here, pichua at kare. Yung rin biya ta chat lệch mùi thế bà nè. Number 3. Number 3. What you complete? A cup of hot chocolate, teacher. A cup of hot chocolate. Of hot chocolate. Yes, thank you. You're right, lady. Number 4. A box of chocolate. A box of chocolate. I'm sorry that the picture is not so clear because it's black and white. Chúng tôi đang đánh giá rút phía biển khẩu rõ sắp hợp ạc bản. Rõ sắp hợp original ạc bản. Okay, number 5. A glass of chocolate milk. A glass of chocolate milk. Ban chỉ sao number 6 please tell me nobody right or wrong không bảo đảm nó trời được không mình nè nè chập chocolate chip cookie. Okay, good. Chocolate chip cookie. Cookie, cookie, nôm đè sôi sôi, nôm kẹo nhôm bọ prà thành nôm sôi, nôm nướng vía vía sôi mềm nè, ok. Nôm nướng vía mồm mồm rồi còn tập bài từ cả trung ấy tam kết vớ, phần trái vía sôi nè. Number 7. Chocolate cake. Chocolate cake. And last one. Okay, last one is bar. A chocolate bar. Good. Yeah, you are right, gentlemen. Oh man, prasad nè. I try mui. Oh, try try pi dai nè. Tạp bất bộ dân chắc chắn là try try tạp tạp ngon bất tạp bộ dân lẹ nè. Okay, dân dân sẽ đập xâm lĩnh. Chẳng hạn nè. Sẽ đập xâm lĩnh đi. Done by practice pronunciation by you. Okay, ready? Unit 9. I love chocolate. Page 102. Exercise 2. 1. Chocolate sauce. 2. A chocolate-covered ice cream bar. 3. A cup of hot chocolate. 4. A box of chocolates. 5. A glass of chocolate milk. 6. Chocolate chip cookies. 7. A chocolate cake. 8. A chocolate bar. Okay, congratulations. All answers are correct. Answer made by lady and gentleman, and also verified by me. Chẳng chậm lại nó cứ dừng lại tới hơi trong tiếng toát chun nè. Okay. So go to next listening. A dessert recipe, which is for my hope.
vị chia thơm hộp ấy vị chia thơm bằng ai mà dessert nó bằng ai mà dân miền cơm xong đồ chia chocolate cream eggs honey lemon juice milk sugar and butter but not all ingredients will be used in this dessert recipe so can you find only the ingredient that is used the ingredient that is not used please don't circle so in this one just one you all circle the chocolate sorry circle the ingredients here ingredients that you think are in the recipe គ្រឿង ផ្សំ ដែល ប្រើ ក្នុង វិជា នឹង វិធី ធ្វើ ម្ហូប នឹង តើ មាន ប្រមាណ មិន មាន ទាំង អស់ ទេ គេ ឲ្យ គ្រឿង ផ្សំ មាន ទាំង អស់ 8 មែន ទេ 6 ដល់ 8 ដែរ ហើយ ប៉ុន្តែ អត់ ប្រើ ទាំង អស់ ទេ អញ្ចឹង ធម្មត យើង ដឹង ថា របស់ អ្វី ខ្លះ ដែល គេ ប្រើ អ្វី ខ្លះ ដែល គេ មិន ប្រើ ឥឡូវ ôn thả ban mơ hai video đã khen bằng riêng đấy lấy ôn xa cho nó chậm lại mới sơ khó mới ok cho nó chậm lại đại chỉ cương xong xâm rạp bà ơn không recipe này chocolate bà tí bà yes yes you're right cream yes yes bà egg no You're right. Honey. Yeah. Yes. Used. Lemon juice. No. Milk. Yes. Sugar. No. Sugar. No. Water. No. Okay. Chẳng khăn ông chẳng nào. Among eight. Only four ingredient is used. So after this listening, after this learning, you will know how to make what kinds of dessert. Dessert. What is the name of the dessert? Chmua nay bằng ai nâng chmua ai. Okay. Đăng tế này là gì? Sang xa. Okay. Sang xa sọc so là rưu dương hào thá. Chocolate sauce. Okay, you are right. Sangkhya sokala. So, look at the quantity. Quantity, you know, pariman, na pariman. Listen again and check the correct quantity for each ingredients. Som da tang khuya. Chrơh rơh, na chrơh rơh. Dao jeung check, check ning keu sanya thik, sanya krih ning aing. Nơi bạc rửa mán để vật thổ thiệt mùi mùi bà cơm xong mùi mùi bà bần tay bọn nâng nít nhóm xong bằng riêng này dây bí one over two dừng hai ấy dừng hai a half nế rư dừng hai one and two rư dừng hai one over two bần tay chỉ tu tới kinh dây a half cần là a half cup đập về môi phía bốn dương hai one in four or one over four bàn tay chữ ca hai phía xa này dây tham ra cái hai a quarter okay so baker's chocolate 1 ounce 3 ounces or 4 ounces answer is 4 ounces and number two cream a half a cup or 3 cups which one a half cup Okay, a half cup. Milk. A quarter, a half cup, or a cup? A cup. Good. Honey. No, teacher, no. Mùi phía bì. Mùi phía bì? Right. Okay. Trên lòng. A half. Đấy, a half. Nhâm trạp lưu số a cup. Đấy. Okay, honey. Hàn này mà anh mà nấu tí sả lanh như thế, hàn này cứ tự khmụm nè. 1 teaspoon, 1 tablespoon, 3 teaspoon. Teaspoon cứ cà phê, dương hai sập rìa cà phê, tablespoon dương hai thả sập rìa bài. Chẳng,
1 teaspoon. Good. Chẳng dừng dừng đang ạ. Phơ sang cha sô cô la dừng miền sô cô la 4 ounce miền bơ cream cô la pén miền tự đặc cô cô la pén nâng honey 1 teaspoon kẹ prasco tiền nhé. Và tự khmum. Ok. Dừng to tiết. Tự khmum. Khom chiết. Tức mông thơm chết dân bảo bia organic honey. Né, organic thơm chết này. Organic honey. Sọc dân kì chăng prao tại lập bó ná đá chí organic kì. Chúng ta nẹ bọc prao cho nó nè. Dọc lập bó mình organic phóng tha organic nè. Okay. Nhóm lại chưa nẹ lụ online nhà lấy bọc prao nè. Ok, to tiết này nè tặng ní. Lấy dương mơ true form mà đọng. What is appetizer, everyone? Do you know that? Appetizer cứ chìa quẩy. Appetizer cứ chìa à ha, sầm bròn. Bà sân chìa nè hộp. Bì dế hai cường khlèm nè, appetizer nè. Nè. Còn chìa là bà. Làm bấy nhắm bà đào sân. Nè. Nhắm đập bay ơi nhắm là bảo vệ tiết tới miêu chết bò. Ok. Chẳng Monica knows what she's making for an appetizer. True or false? False, cha. True. She knows. She knows. She knows. Mình là có đăng thay có thể phương appetizer. Và tại appetizer nó phương ấy có đăng tì. Chẳng lấy đi để dân cho làm đấy. Có đăng thả thử phương appetizer. Nhiều máu thử ao kia nhằm ấy. Nhằm lên lên sân. Chẳng là bỏ ra nhằm lên lên thử phương ấy. Thì một nâng main course. Mình có mình là aha khăn. Aha chấm bòn. Đôi dương tự nhằm cá. Cái giấy tự nhằm cá. Cái ao nhằm là bỏ appetizer nâng môn sân. Còn bảy mục. Cái đạt thật cương cương khai bảy mục. Nâng appetizer. Bạn có máu bạn mình aha. Sầm rạp dương nhằm chạy. Aha sầm khăn nế. Chứng number 3, the chocolate sauce is difficult to make. True or false? False. Not difficult. Okay. The chocolate sauce is made in, sorry, it's made with water. False. False. Monica decides not to make chocolate sauce. False. Okay. Mm-hmm. And last one, Brandon is probably a good cook. True. Okay, true. So everyone now look at listening and with a script and with translation. Listen. Page 103, exercises 3 and 4. Hey, Brandon, can I ask you a favor? Sure. No problem. Thanks. I'm having some friends over for dinner and... You don't know what to cook? Yeah. Well, actually, I know what I'm making for the appetizer and main course. It's the dessert I need ideas for. I want to make something delicious but easy. You always have such good ideas. Well, how about making chocolate sauce? It's easy and cheap. And you can serve it with ice cream or fruit. That sounds perfect. Can you tell me how to make it? Okay. You need 4 ounces of chocolate. What kind of chocolate? Baker's chocolate. You can find it at the supermarket. It's made with less sugar than regular chocolate. Okay. What else? Water? No. Chocolate sauce isn't made with water. You need 1/2 cup of cream, 1/2 cup of milk, and 1 teaspoon of honey. Cut the chocolate into small pieces and put it in a pan. Pour in the other ingredients and heat gently. Make sure it doesn't boil or it will be ruined. Okay, that sounds easy. Yes, it's really easy. Remember to stir the mixture until it's smooth. Then when it's ready, it can be served on ice cream or fruit or both. It's really good.
Yeah, it sounds delicious. Thanks. Yeah, it sounds delicious. Okay, everyone, when we look at this listening, I want you all pay attention on the word serve. So, nó mình đi thả bẩm rá, mình đi thả sâu, bì lơ, rư có lì, nè, lì, đôi dương, lì, bà lai cho mùi năng sạch, nhưng cả cái hạ serve đây nè, okay. Tại bà sân chị đôi chị tức, sẵn xa cho đám cái sâu lơ, phải chứ, sâu lơ, cả em ấy, nên cái bà serve phòng đài nè. Chẳng sớm bộ prai bàn cho làm giang đài bẩm rá. Chú cá xóm thì it serve you right. Xóm mục ai nhầy. Okay, it serve you right. Viên nó xóm mục ai nhầy. Okay. It serve you right. Okay. Chẳng dừng bà tỏ tiết nè. Okay. Chẳng dừng khuyên tha vocabulary. Dừng trở điên bằng tỏ bì listening. Cứ miên bì. Miên sẽ là dầm bì. Cooking instruction. Ca bằng riêng chấm ăn hà. We use the verb like bake, boil, cut, fry, mix, pour, serve, or stir. Sroop, sroo chứ rư có sroop, sroo chứ rư có lia chứ bố serve. Né? Ok, nhấn dân mơ màu cái này đi. Để tạo này ai xong có rụp hiệp đi bàn tế. Rụp hiệp này khả năng rụp hơi dưỡng. Bàn phương hành nơi tạo này. Còn tay mình Mr. Mấy mình phải chưa? Mr. ấy. Chúng mỗi về rẻ chẳng ấy, về rẻ chẳng ấy. Về rẻ thật ớt, về rẻ. Bạn là phụ bạc. Bạn, về rẻ bạn mơ hay nữa, chẳng về rẻ. Bạn đập trong phòng, có đôi chìa. Cả nhà phóng đài đó, mình thàn dễ chẳng cả nhà chụp bạp bóng, chỗ lọt hai trong phòng, ok. Bạp bàn đó, dễ chẳng ạc lý, nhận ná có ai như dễ bàn đài. Nóng cả riêng đó trong bán đẹp tóc này để dễ ở bán trang. Ok, we have eight word, eight verb, not word, verb miền bẩm bấy kể giả sắp. And we have eight picture to show the action of the verb, so please letter A with what number? A cho mỗi nàng sao ấy. A cho mỗi nàng lệch ấy. Lệch bay chứ cho. Lệch bay. Ok, number? 3. And B. With number 6. Number 6. Number 6. 4. C. And C with number 8. Number 8? Yes. Number five. Do number 8. Do number 8 á. Ok, chắc do number 8 á. Okay. I think 5. Vì đẹp mấy thằng number mà anh Việt. What number? Vì đẹp 5 chứ. Ok, chúng ta 5. Lớ 5. Là nguyên 2. 5 đường 8 nế. Jump stop listening. Jump stop listening. Lớ nhóm kết thơ. Mình đã thả 5, mình đã thả 8 chứ. Lấy nhầm đã pi lệch mỏng. Ok. 8 cho đến có 5. Anh ta bất dưng bà bà ở rơi xa vậy. Rơi xa rụp hiệp ạ chứ bà. Rụp hiệp mơ ạ chứ bà. Đi. 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 Number 2. Number 2. Nó chứ bà mỏng nè. E. Number. Number 8. Number 8, ừ, chẳng, anh vô number 5 bên chân ấy. Nhưng vô number 5 xì. Chẳng anh đang cho anh kia đăng môi này, nè, chẳng mơ sẽ đập đăng à. Tục viên mà đông tình nè. Letter F. Number
seven. Number seven. Okay. Letter G. Number one. One. Letter eight. Number four. Okay, letter eight, number four. Okay, so now listen, everyone. Listen and check. One number. Letter G means four number. Page 104. Exercise two. A. Three. Cut. B. Six. Pour. C. Five. Mix. Five. D. Two. Oil. E. Eight. Stir. Stir. Eight. F. Seven. Serve. G. One. Bake. H. Four. Fry. Okay, everyone, for you have mistake two here, not clear, no worry, because of the picture, not because of you. Okay, look at exercise three. Exercise three. Use the verb in exercise two. Prae kai sap khnong lam hat ti 2 dam bai bom peing na kai sap sap tngoh nu mien ni khla. Okay. Lấy dương mờ sấn. Bake, boil, cut, fry, mix, pour, serve, stir. One, fry the vegetable in a pan with oil. Two. Mix. Mix. Serve. Good. Three. Stir. Four. Cut. Five. Pour. Six. Ball. Boy. Boy. Okay, and ball got like that. I don't mean it. Boy. Number seven. Bake. Number eight. Mix. Okay, you are right, everyone, lady and gentlemen. Dương trả lời trả lời nữa. Okay. Two. Number two, serve the chicken with rice and vegetable. Three, stir the sauce while you're cooking it. Four, cut the chocolate into small pieces. Five, pour the hot water, the hot meal over the chocolate pieces. Five, boil the water before you pour it over the tea bag. Six, boil the water before you pour it over the tea bag. Seven, bake the cake in the oven for 35 minutes. Eight, mix all the ingredients together in a bowl. Okay, ai cái ingredient là ai cái. Đắng. Ok. Đó grammar hay. Vì đó, xua vì đó mùi. Sẽ tức hơi thật passive voice. Click bà đây là cổ. Chắc thật riêng hào vậy. Ất chứ bác là cổ. Tổng chứ bà. Lady. Sẽ tức hơi thật the passive voice. Say take the passive voice. Take the lamb's light and pang, man.
I mean, it's like young, the passive voice, okay, the passive voice. Nằm băng bát tê, man. Okay. I mean, it's like, man, and near the murder, the murder belong, change final, change another. The passive voice, good, but joke wrong on purr, but joke nunku, but joke, then more good, but joke wrong on purr. Okay. Chẳng bao giờ số sai tới the passive voice cứ bây giờ còn làm bơ để các bạn phải bây giờ ác cam mình ác cam ấy về chỉ cần làm bơ nó ác cam sẽ nên đi làm bơ mà cái phơi bơ mà lỡ chỉ cần làm bơ chẳng hạn thà the passive voice the passive form lấy mơ ca bạc bây giờ còn làm bơ. Sentences in the passive voice are formed using auxiliary verb be with past participle. Cứ cái bài cao viết đòi pra cái sắp be bột nâng verb tì bày, verb past participle nế. Verb tì muối dạng mách, verb tì pi dạng mách, verb tì bày dạng mách. So mơ dịp hơi rồi bỏ dân, tùm bò mà rồi sai sắp khơi nha. Tại ra cái đạo ấy nế. Passive dương ai pra cho mỗi tên ấy của bạn. Nè cái pra. Passive can be used with any verb tense. The tense indicate by be verb form. Hay ca lưng ấy, ca lưng cứ bằng hai đôi verb to be lưng ấy. Ủa chờ hỏi dòng mơ nè. The email is delivered every morning. Anh nâng present tense. Đại sao vì pra verb is. The letter was sent in July. Anh nâng chỉ past tense. Đại sao pra kia sắp was. The post office will be closed tomorrow. Future tense. Dương pra, dương đăng thập sư sơ thên, mà bì kì pra, will be. Ok. Nói, lời đi dương mơ ca bà ca, bà dục, tiền bà đa sát, tiền bà dục, thòm đá nâng tiền sầm nùa, dương mơ nè. Dương trời pra subject, bột nâng bì, bì nó cứ miên bay bà phết nè, miên bay krom. B នៅក្នុង present tense មាន am is are B នៅក្នុង past tense គឺមាន was were B នៅក្នុង future tense គឺមាន will be តមក verb 3យើងមើល example chocolate is made from cacao beans the letter was sent from France we will be told the solution soon okay នឹងគឺជាប្រយោគស្របដែលមាន3កាល present past និង future ចោះប្រយោគបដិសេធប្រយោគបដិសេធគឺយើងប្រើ be បូកនឹង not ប៉ុន្តែមានករណីពិសេសសម្រាប់ future tense យើងអត់យក not បូកនឹង be ទេគឺយើងយក not បូកនឹង will ទៅវិញណាយើងមើល subject be not ហ្នឹងគឺដូចជា am not isn't aren't wasn't weren't ទៅ future យើងប្រើពាក្យ will not be ឬក៏ won't beណាយើងមើលនេះ chocolate isn't made from cacao bean the letter weren't sent from France we won't be told the solution soon យើងពាក្យ won នេះយើងយកមកពី will បូកនឹង not ដូច្នេះ be លែងមាន not នៅជាមួយហើយសម្រាប់ future tense ណាចំពោះ yes no question why we know yes no questionBecause it answer with yes or no. An information question. Why we know it's information questions? Because it has the WH word before auxiliary verb and the answer is with information. No, yes. No, we don't have answer yes or no. Okay.នៅក្នុងសំណួរយើងអត់យក verb to be នាំមុខប្រយោគទៀតទេ yes no question យើងប្រើ will ទៅវិញយើងមើលណាក្នុងប្រយោគ present tense ប្រើ am is are ប្រយោគ past tense ប្រើ was were សម្រាប់ប្រយោគសំណួរបន្ទាប់មក subject តមក verb 3ប៉ុន្តែសម្រាប់ future tense យើងប្រើ will មិនប្រើ be ពីមុខ subject ទៀតទេគឺប្រើ will ពីមុខ subject បន្ទាប់មក subject បន្ទាប់មក verb to be បន្ទាប់មក verb 3ហើយ answer ដូចគ្នាបើសួរ
is try is so a try a so am có try a đấy rồi try am đấy xong rồi hay so word try verb so word try verb phần tay bờ xua will có thể try will đấy mình miễn try be một tí tí nâng xong rồi future tense example is chocolate made from cacao bean chấm lại syrup yes it is chấm lại parasite no it isn't were the letters sent from France chấm lại syrup yes they were chấm lại parasite no they weren't will we be told the solution soon anang passive đấy but that's not future tense chấm lại yes we will no we won't chấm pu wh word đại normal question cái hỏi information question remember most of the answer are statement but you can sometimes answer with negative as well ភាគច្រើននៃចម្លើយរបស់ information question គឺឆ្លើយជាប្រយោគស្របប៉ុន្តែក៏អាចប្រយោគបកស្រាយខ្លះដែរបើសិនជាអត្ថន័យត្រូវករណីបដិសេធណា what is chocolate made from ចំសំនួនណាឃើញ verb to be នៅមុខ subject នៅជាប់នឹង wh word it is made from cacao bean where were the letters sent from they were sent from France okay when will we be told the solution we will be told the solution soon can you អ្នកទាំងនេះមើលបើសិនជាចង់ឆ្លើយបដិសេធឧទាហរណ៍ថា what is cacao made from ដោយសារយើងអាចដឹងថាគេអញ្ចឹងមែនអត់ផងធ្វើពីអីផងយើងអាចឆ្លើយថា I don't know អានឹងបាសែតគឺយើងអាចឆ្លើយអញ្ចឹងបានណា I don't know ឥឡូវការប្រើប្រាស់ម្ដងការប្រើប្រាស់ passive voice ប្រើយ៉ាងម៉េចគឺប្រើពេលដែលយើងចង់ប្រើប្រើសម្រាប់3ករណីណាយើងមើល complete ថា passive voice គឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសកម្មភាពនិងវត្ថុដែលត្រូវធ្វើណាយើងប្រើប្រាស់ប្រយោគរងអំពើដើម្បីសង្កត់ធ្ងន់លើកម្មបត់និងសកម្មភាពយើងចង់និយាយពីទៅលើសកម្មភាពយើងអាចចង់និយាយថាអ្នកណាធ្វើទេវាត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់អ្នកប្រព្រឹត្តមិនត្រូវបានគេស្គាល់មិនត្រូវបានដឹងជាទូទៅឬមិនសំខាន់ឧទាហរណ៍នេះ it is used នេះពាក្យប្រយោគអង់គ្លេសជាភាសាអង់គ្លេស it is usually used when the person doing action is unknown អត់ស្គាល់ obvious ដឹងជាទូទៅor unimportant ឬក៏មិនសំខាន់ឧទាហរណ៍យើងនិយាយ the criminal is arrested ជនល្មើសត្រូវបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យត្រូវបានចាប់ខ្លួន the criminal តើយើងចាំបាច់និយាយថាបាយដល់ប៉ូលីសទេមិនបាច់និយាយទេគេដឹងថាប៉ូលីសឲ្យចាប់មានណាទៅចាប់ជនល្មើសទេអ្នកមានសិទ្ធិគឺប៉ូលីសអញ្ចឹងករណីទូទៅអញ្ចឹងគេមិនបាច់ចាំនិយាយអ្នកណាធ្វើទេចុះបើចង់និយាយក៏និយាយបានមានអីគាត់ថាស័ក្តិសមបំផុតប្រើ passive ណាឧទាហរណ៍ the chocolate is made from the bean of the cacao tree okay គ្រាប់ផ្លែកាកាវសូកូឡាធ្វើពីគ្រាប់នៃផ្លែកាកាវមនុស្សមិនត្រូវបានគេស្គាល់ទេណាអ្នកណាធ្វើយើងអត់ដឹងទេដឹងថាហ្នឹងធ្វើពីកាកាវThe mail is delivered this morning, in the morning. And no obvious person. I mean, manuh nam nea da yung ban dang ti. My computer was stolen. Person is unknown. Yung dang nana luj ba yung at yung dang ti. Yung di jay chip passive. Pantai ba chang dang, ba nea tang akhriya chang na jay tha nana thfu. Ta yung ba yung passive ban at. Ban. Pantai yung trai da nea pa prit nang ha. Nea thfu nang nu pi krao pi bai. With the passive form, we can use by plus noun if we want to say who does the action. Okay, so we use the word by plus a noun, đòi xa, đòi, bỏ ra thật đòi, ô tô thả. The picture was painted by a child. Rục hiếp trở bán, cú, đòi, khmer, mà nè, cổ ma mà nè, okay nhé. Passive form are also used in written formal English. ក្នុងប្រយោគផ្លូវការដូចជារដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី President នេះគាត់និយាយទៅកាន់ភ្ញៀវគាត់ច្រើននិយាយប្រយោគ passive
Okay. The letter was sent to you on July the 1st. Tại bây giờ chỉ chỉ riêng sáng mai thăm đá, nhưng ai prà bây giờ thăm đá lo chuyện, bây giờ để informal. Đầu chia, we send you the letter on July the 1st. Ok, các bạn vô chọc hỏi miền sầm nô chung ngọt bì rương grammar nâng tế. Lady and gentlemen. Miền sầm nô ớt. Làm miền đấy nè. Làm miền đấy chẳng miền đấy các bạn vô bằng nhóm lo hỏi nè, lo con quân hỏi nè. Nhâm dây mình ua đi sẽ đạp tới được ua chẳng nè. Ok. Rồi mà thầy vậy mà đại uất mà đong na tê miền đại tràng đong thề mà đong miền miền này mà đong miền tràng. Ok, the passive voice lấy những mơ lầm hát để tạo thành ý kỳ ao dân sẽ call be tạo máu underline past participle chẳng tìm mua những mơ Baker's chocolate is made with less sugar than regular chocolate. Number 2, it is often used in cooking. So, use the call is and underline used. Right. Chocolate sauce isn't made with water. With water, các bạn, water, các bạn. Dương an tam American water, tam British water. So, use the call isn't. And then underline made. Number 4, it's served on ice cream or fruit or both. Circle is underline serve. Bộ dân dây lưu tích tích màu bị bộ dân nói ngay bị microphone. Ok, nó chỉ tầm rung đại nhân bàn bây giờ không nông mà nhảy nhé. Bây giờ không nông mấy điên grammar mình hỏi chẳng nhưng mà bây giờ thì exercise 2 này còn ta còn bị chạy thả bây giờ active bây giờ thường bớ ní bây giờ passive cứ bây giờ rong ẩm bớ ní nâng. Ok anh lấy dương đàn ra thêm mở ô còn là nếp của bây giờ tích đấy sẵn sẽ dạy nó bây giờ tích ta bắt đầu active từ passive ní nhưng mà nè people make chocolate from chocolate from cacao beans. Ka bakat passive jeung trou dang rupamon passive verb to be bok nang past participle. Verb to be bok nang past participle. Jeung trou dang chang na. Bok nang verb 3 nang aing. Past participle. Chang chumnoch 1 chumnoch 2 tiet keu trou yok avai dai rong ampeu ma thveu che subject. Utihor nên khả năng bây giờ đám activity object cho bảo viết cứ chocolate dân dân dọc chocolate mà thôi chỉ sạp dịch vinh ní anh em ơi how your verb to be is tao mà made made cứ verb 3 mạch bằng cho thay your is mạch bằng đăng thay your was mạch bằng đăng thay your were rồi mạch bằng đăng thay your will be. Chẳng nên nói trời mơ bởi dục đàm bởi vì dục đàm viết make chẳng cứ chia present tense. Chẳng present tense cứ dừng dọc is. Né? Is. Chẳng dừng lực dục chocolate mà vĩnh. Chocolate is make đồ từ chia verb 3. Đồ chia verb 3 cứ made. Né? Chẳng the chocolate is made from cacao beans. Mùi tiết Rita doesn't make chocolate sauce with water. Bây giờ này trong present tense, chẳng dương thời giờ is ta đại lên, bản tại là sao vì part set dương time not thời chỉ isn't. Chẳng cái vậy dương thời kết kết từ đó object của bảo vệ. Object của bảo vệ cứ object của bảo active cứ chocolate sauce. Để cho nên dương dọc chocolate sauce mà thôi chỉ subject của bảo passive wing. Đó time verb to be is bản tại là sao part set isn't. Bắt đầu máu dương time dương đồ verb này nè đầu verb nâng tới chia past participle phải nhé made with water. Mùi tiết do you make chocolate sauce with cream anh đang bị dốt active phần tay là khả năng sầm nùa chẳng khả năng chẳng đang ấy
prao verb to be, bắt đầu máu prao verb 3. Bạn thấy thử lớp dốc object máu thôi giờ sạp chết nè. Chẳng chocolate sauce. Bạn thấy là question mà vô thăm ra là ít rồi nè. Bạn thấy là question dân lớp is mà thôi chứa sầm nùa. Bắt đầu máu dân dốc verb make nắng đô được chứa verb 3 vẫn cứ make. Chẳng is chocolate sauce made with cream question. Yes, it is. No, it isn't. Chẳng tại nữa. Okay, lấy dân mơ bây giờ này. Tao mùi nà chỉ active, mùi nà chỉ passive. Chấm active, subject thua ẩm pơ. Passive, subject wrong ẩm pơ. Two, chocolate is used in many different foods. Nên nà kê nè pra chocolate cứ mở nụ. Chẳng chocolate trở bàn kê pra, chẳng wrong ẩm pơ với nhảy. Active or passive? Passive, good. Fruit is often put on the plate for decoration. Active or passive? Active. Passive, vậy đấy. Passive, no active. Put đi nơi, tại put tờ đài là một việc ăn chết đồ. Việc ăn đồ thì biến nó có tờ đài nữa. Nhưng mà vật thử bì ạ. Brandon helps Monica in the kitchen. Nên là cái này chùi. Cứ Brandon. Chẳng Brandon cho nên thua ẩm pơ. Sắp chứ cho nên thua ẩm pơ. Active or passive? Active. Active. People sometimes eat cookie for dessert. Active. Active. Honey is used in Brandon's recipe. Passive. Passive, good. Candy makers make chocolate into many shapes. Yes? Active. Okay, thank you. We have all answer correct. Everyone, look at all about chocolate reading. Nè con thấy bạn mơ reading hết nè, thật ớt. Bạn thơ làm hạt reading hay nữ? Bạn thơ làm hạt reading hay nữ? Thơ rồi lắm. Hỏi vậy? Hai rồi nữ, trái mô tôi bây giờ nói cậu nhau mọi miền bình này dây đây nè. Đừng ngay. Bạn thơ hay nữ? Ở bên này hiện sợi bán này lục rồi bán này chẳng sợi mà sợi chẳng lao chẳng mà bán hơi chocolate was brought to Europe by Spanish, English, Portuguese or explorer in 1500. Chocolate was brought to Europe by Spanish. By Spanish. Penny. Okay. Man Europe na anti Europe. Chocolate was first manufactured in the United States in 1665, 1765, 1865. Which one? 1765. Chocolate is possibly or isn't addictive. Number 5. Chocolate is possibly or isn't addictive. Answer is isn't. Number 5 isn't more. Okay. Number 4. Chocolate is bad or good or neither bad nor good for your teeth. Neither. No, it's good. People eat most chocolate in Portugal, Spain, or Switzerland. Switzerland, you are right. Okay, you are right. And lady, where are you? Why so silent? Lady, why so silent?
Nghĩ bắt đầu hết sát chân chân. Tóc này miên miên chùm nông chân buồn. Fact or urban legend, chocolate today, history and what it is. Cái bàn đạo của thấy what it is. Chó, bàn tọp đi. Tại đại chùm nông chân, mùi nà chỉ fact or urban legend, mùi nà chỉ chocolate today, mùi nà chỉ history. Mới cả bỏ prai. Fact or urban legend. Rương put rư rương cho cha mà ràm. Né? Chocolate. Urban legend nó mới thả rương cho cha mà ràm, rương bằng bồn sông cúm. Chocolate today. Sọc là bà bà sắp thằng ấy. History, bà bọt đi sao bà đà. Ok. So, now listen to the reading first before completing this exercise. Page 106. Exercises 2 and 3. Chocolate. Contents. Facts or urban legends. Chocolate today. What is it? History. Chocolate is made from the bean of the cacao tree. These trees are native to tropical South America. Cacao grows today in hot climates all over the world. Cacao beans are found in the fruit of the cacao trees. Cacao has been cultivated for thousands of years in Central America and Mexico. The Mayans and Aztecs first used chocolate as a drink. Chocolate was first brought to Europe and then Asia by Spanish colonizers in 1500. It was first manufactured in the United States in 1765. There are many popular beliefs about chocolate, but most of these don't have a scientific basis. For example, it is believed that eating chocolate can cause acne and other skin problems. In fact, pure chocolate contains antioxidants, and these are good for your skin. Many people also believe that chocolate is addictive and that it is bad for your teeth. However, scientists believe that neither of these beliefs is true. It is not addictive, and it is the added sugar in chocolate products that is bad for your teeth, not the chocolate. Most of the chocolate that is consumed today is made into bars, using cacao, fats, and sugar. It is one of the most popular foods in the modern world, with Switzerland being the country where the most chocolate is eaten. Okay, thằng này cái này, xong cái thứ nhất thằng này là sao? Đang mất xe bắt đầu cái này, cái tích nữa, mình cái tia hay nữa, cái tích, fat nó cái tích, rồi có khăn. Tích rồi có khăn nữa. Ok, thằng này, chấm nón chương, tìm mối what it is, tìm bí, ok. History. History, good. History. And this one? Fact or urban legend. Okay, fact or urban legend. And last one is? Chocolate today. Chocolate today. Chocolate today. Ok, lỡ dừng mơ biệt. Đại dừng miễn đồ chía. Native. Colonizer. Manufacturer. Basis. Addictive. And consume. The word here. Cultivated. Colonizer. Manufacturer. Believes. Basis. Addictive. And consume. And we have word. We have definition for the word.
We have A, cause a habit. Your body needs it. B, eaten or drunk. C, sexual support. D, grow or grown or produced. E, ideas, opinions. F, originally from. G, mate. And H, people who try to make other countries part of their country. So can you complete the definition with the word match? I mean, not complete, match. Two, cultivated. With D. D, you are right. Lady, please help answer. Three, colonizer. H, good. Four, manufacturer. G. Yes? G. G, good. Five, C. Beliefs. E. Okay, E. Six, G. Basis. C. C. Seven, A. A. And last one, B. B. Good. Okay. Chẳng dừng ai bỏ prai tha. Nè thích mình tha đam gặp nớt. Đã bê cultivated, promote hall, colonizer, bù ảnh ảnh cúm, manufacture, pallet, belief, chụp nứa, basis, mù lật hán, addictive, nhiên, consume, cứ prà prà. Hãy bị ảnh ảnh mình nè khăn ông ca bỏ prai nè. Mình ảnh tìa. Lấy dân mơ chùm riêng. Dân mình black coffee, mocha latte, dân hai latte đó nha. Mocha latte, cappuccino, Earl Grey, espresso. Chẳng để thằng đi ai tam dạng dùng này ní, bỏ bài khám ai chung đi, nhận thằng đi ai cụp con bằng được tế. Cụp con. Ok, black coffee with letter C. How about cappuccino? With A. Letter E. Letter E. 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 Bằng trần cappuccino. Cà 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 đá. Rồi có cà phê. Cà mà cà đá. Đã tức đá cố. Tịch. Anh ăn cappuccino. Cà phê. Tức đá cố cà đá. Tại cà phê tịch. Ở xong tôi tức đá cố tịch. Anh ăn hai cappuccino. Espresso. Letter B. Letter B. Mocha latte. Letter A. Letter A, good. Chẳng cappuccino hay năng mocha latte sẽ điên kìa. Cappuccino, cà phê trán được đặc cầu tịch. Đặc biệt mocha latte. Dân hai latte sọc mai dân hai latte nắng. Cứ cà phê tích tới đặc cầu tràn vịnh nè. Chẳng dương 300 và ba cầm món bà tờ hàng tùm nớp. Bà dương chủ trịch nhằm tới đặc cầu tràn cà phê tích dân hai latte. Bà dương chân nhằm cà phê tràn tới đặc cầu tích dân hai cappuccino. Bà chân hai bài khám ái. Cà phê tới đặc cầu cà đau. Tới đặc cầu tích. Anh đang cappuccino rồi nè. Cà phê chẳng mang latte. Cà phê tới đặc cầu cà đau. Tức là câu tràn, anh ấy mở khá là tệ nhé. Trong cái đó cứ Earl Grey, tay bày toàn. Rồi xa chẩm riêng đi, vì là cỡ đạp phê chẳng nhầm bạch chạy lăng với nhé. Anh bố xa. Đạp mất lòng mỏng, nói gì mỏng nhé. Chẳng. Nhầm bạch chạy đạp tiếp bằng tay, dừng mơ bịa. Bịa đôi chía. Give it up. Bằng tay chẩm riêng đó, nhầm bạch tùm lẹ năng trong cỗng. Chẩm riêng đó, dừng đạp. Flop sẽ đạp ấy, ở về đấy ạ, cái đôi chìa, cả nhà. Nông, cổ ớt khơi miên hả cô? Nông, ớt khơi nhỉ? Chứ ạ, nhóm ớt ớt vô dạng mạch tí, nhóm cho là... Cảm ơn thi telegram nhỉ? Video nâng á, video đây khi nhóm bằng riêng nâng á, cả là nhóm riêng á, chạ lư cho bác chè. Sẽ hợp đạc nông telegram, việc bật ớt ai lư, ớt ai lư xong lên nhóm riêng. Phải đạp video ớt lư lên. Bà. Pi mê riêng ấy, muốn nhóm ớt ban chạp vào đó mà.
thoát lưu cho bác trẻ chạy sạp bàn tương ạ sẹp tại do ta đã không telegram telegram bị bật chùm riêng thì muốn ở ấy tớ tại vì update trong cao của mang ngay môn này vì update trong cái việc bật chùm riêng ao ta lưu bật chùm riêng đã cho chế video đang ở việc bật mở trong cái môn nhầm xạ đã thoát video clip chùm riêng lê chùm riêng xin xin một sáng nâng cầu việc bật đài nữa cầu việc bật xùm lê chùm riêng nó lại lưu mà lưu kệ cọ ạt lưu nữa dân ký viết áp bỏ bài khám ai mê này thá kỳ viết áp nâng bỏ bài khám ai thá bỏ bằng chào nế rưu có bỏ chào đập bê shake bỏ bài khám ai thá cà lọc chocolate shake mê này thá sô-cô-la cà lọc kê miền liê cho đặc côi tới kỳ cà lọc nế I should try ok nhóm cua tài sản là bóng ice cold tài chạy khlắng nè lemonade mình là tay của chúng ta tay trụa của chúng ta như hai tay trụa ice cold lemonade một chiếc caffeine caffeine cà phê đã cái trong đời xâm rõ tạ 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 nó là caffeine the shake nó mình là thà bây giờ dân phạt cà phê nó dân nhò luôn á I get the shake ô nhòm nhò luôn á năng dân đại sai dân phát cà phê á năng the shake ta mau ai biển năng nói giờ mà biển năng giờ mà bấm pin mùi ăn này bảo vệ nè it's good idea to try chứng I should try stop and having it okay năng give it up okay when your hand move and are not steady like when you're nervous dừng nhỏ đại chương dừng nhỏ cướp cướp mặt bàn vùng về nhà nó cứ đợt sệt dân thật cà phê cao chụp ngư mà dán cứ đợt sệt anh nó bật sân dừng sập hiệp sau rồi dừng mình thọ thật very cold what is it ice cold yeah the thing in coffee that wakes you up Coffee. A type of drink made from ice cream and milk. Shake. 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 Okay. Shake. Rồi chấm bát coffee with cream cà phê đặc bơ hot chocolate sô cô la cà đáu tea tái cappuccino cà phê tự đặc cô cà đáu tự đặc cô tịch espresso cà phê khăm ai cà đáu black coffee cà phê tự cọ nè black coffee xem đâu lấy cà phê tự cọ nè rụng môi nè nè còn nè cười nhé rụng nắng nắng cà phê tự cọ nè okay, rồi dừng chỗ đó thì mình chọc này mê điên cứ conversation. Conversation này bà điên dừng ẩm bì rồi biếp making offer. Sna sống ca chùm nuôi. Sna sống ở kê chùi. Accepting offer. Tà tùa dọc chùm nuôi. Tà tùa dọc ca sna sống. Accepting offer. Tà tùa ca sna sống. Decline offer. Bà đề xét nè ca sna sống. Okay, dừng. Dương ai tự tố, dương ai bà đề xét, dương ai xin à. Chẳng, dương sẽ đạp conversation chẳng bày ní. Một tọa máu dương chưa rơ chẳng lời ní. Ta kê accepted, rư có kê decline. Accepted mình là thà prom, decline mình là thà mình prom. Ok, lấy sẽ đạp tầng ạc ní. Page 110, exercise 2. Conversation 1. It's my birthday. Would you like a chocolate? Yes, please. I'll have that one, the square one. But that's my favorite. Conversation 2. Oh, I don't have any water. Here, have some of mine. Thanks very much. Conversation 3. I'm going to the store.
Do you want anything? No, thanks. I have everything I need. Are you sure? Yes, thanks anyway. Okay, now complete first before underline, before analysis of accepted or declined. Dương bấm pin sẵn môn tại vì phía thả ta kê tự tuốt rồi có bài đề sài. One, it's my birthday. Would you like a chocolate? Yes, please. Yes, please. Anh đang dương accept á. Dương accept bởi anh đang dương tự tuốt. Anh ấy kê sà kê thua sầm nào bắt đầu là dương. Đã bây dương tự tuốt dương lời. Yes, please. I have that one. Nhâm xong mà mới nữa. The square one. À, buồn trông ạ. But it's my favorite. But it's my favorite. Cái hẹn decline mình. Oh, I don't have any water. Ô nhỏ mình tắt phạc phóng. Dẫn cái slide màu bình. Here. Have some of mine. Nè nè, phạc bỏ nhóm khá. Have nước mà nâng phạc nhóm. Okay, help. Chúng đang I have right nhầm nhầm bà. Chúng help. I sama men men ta miền sập sát đó. Chúng ta men ta phát được nhầm. Here, have some of mine. How about last one? Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Number three. I'm going to the store. Okay. Do you want anything? Nè chẳng ban ai ấp. Do you want anything? Chẳng ban ai ấy. Nhầm tay xa nè. Chẳng ban ai ấp. Lấy giá trả lời với nhá. No thanks. No thanks. I have everything I need. Thế ở đây nhầm miền cục giang ấy. Okay, Josh. Answer. Màu vĩnh. Fly màu vĩnh. Are you sure? Are you sure? Anh ta mà bệnh căng á. Are you sure? Bà ta mà bệnh thích vĩnh. Are you sure? Thấy nhé. Anh bệnh căng. I'm sure. Bà bệnh bệnh thích. I'm sure. Are you sure? Yes. Thanks anyway. Ở cùng cục giang. Ở cùng cục giang. Thanks anyway. Chẳng chừng mở. One, accept or decline? Accept. Accept. Your problem. Two, accept or decline? Accept. Accept. Three, accept or decline? Decline. Decline. Okay. Đối dương, khăn ông Facebook dẫn kê, add friend mà dương accept rồi có dương decline. Bạn được nhìn nhé. Okay. You have copy the answer or not, everyone? Nè, tao nghĩ mình chụp lòng chụp lại tí. À, chụp lòng nhầm tầm bóng tiết nè. Ok, look at exercise homework on page 113. You have to here. You have to read the recipe. Recipe. Nè, xong ăn recipe nè, vị thị thường hộp. Then number the photos 1 to 6. Ta mới dương đặt lệch nơi trong rục phiếp nưng 2 đến 6. Đặt tam lệch ấy khla. Nè, đặt tam 1 mix, 2 pour, 3 stir, 4 bake, 5 cut, 6 serve. Chừng verb tầng này dương thọp riên hay, đi đam tí mà hay, chừng đặt tam đặng nó. Một na trâu đặng lệch ประมาณ. Okay, nưng robiet thơ nom cake nôm sắt sô cô la, nôm sắt sô cô la nè, nôm nâng cái hàng sắt nè, mặt cake. Tờ máu dân phơ bị dục nè, tờ chỉ passive bị dục tờ ngó sắt ta chỉ active, sorry, dục tờ ngó sắt ta chỉ active. Nhưng cái về tờ chả tờ chỉ passive, cái tờ chỉ passive là nhân phơ cầm ruồi mùi, dân mơ bị dục nâng mùi na chỉ object, object dân mơ a Japanese. A company in Japan created the video game. Chẳng object nơi crowd verb cứ dân đạo máu the video game. Chẳng đáng ấy khả năng ca bà ca phát xíu
dương tới đô dương thở đạo vật to be dương vật to be dương đạo is ít trời rửa tê à trời pru bây giờ khẳng đám cứ past tense dương past tense dương đô tê chía was dương dương đạo vật three mà created tê đại tê by a company in Japan dương lệch bi lệch bay lệch bốn phương đại luận ai nhá homework học nó ngày tết chừng ngày trong cầu hỏi ngày ngày chăn tới nè toàn đi riêng một buổi chiều thay bay một buổi chiều vận tham tiết sản phẩm cho mấy tí mùi chẳng cho mấy tí mùi chọc một buổi chiều khi nhóm chọc một buổi chiều kêu vận á mình men men này thật chọc cho mấy hết á là sao bay một tiết bàn chọc cho mấy hết á sao bay một tiết không mà cho mấy riêng thời riêng trăm một tao máu riêng miền làm hát lên sinh mỗi pì bay buồn 1 2 3 4 không biết cái ao dương đáp hay tao máu dương chưa được chấm lại đại trời không chấm nào bay nặng mùi na trời nhé ok tại sao dương máu ông cần trả nó dương sầm ra mà dẹp về đập pram này tí dẹp về phải tí đó cho với mong buồn sai sấp thấy làm hát đấy nhưng mà play ao chứ dương giờ tập play hôm nay chẳng nhầm tuần lễ listening ao nhé ok chẳng sầm ra mong thì mỗi số sầm ra phần này sấn chụp khnhi nơi mà phải này tí tiệt.